Trước khi vào video này thì mình muốn các bạn trả lời một câu hỏi. Nếu mình biến thành một bà đồng nát, các bạn có còn yêu mình không? Xin lỗi, nhạt quá. Nhưng mà mình biết một bà đồng nát sẽ không thích ai đấy. Đấy là Magneto, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa, trong thế giới Marvel, xã hội loài người chia ra làm hai loại: người bình thường và người đột biến. Người đột biến có thể điều khiển lửa và băng và mọc móng tay siêu nhọn các thứ, nên dĩ nhiên là người bình thường coi họ là mối nguy. Và nhiều người đột biến thì dĩ nhiên là cũng chỉ muốn sống như người bình thường. Đó là lý do mà có một vị giáo sư tên là Charles Xavier lập ra cả một cái trường để mà chở che cho những người đột biến trẻ đang mông lung. Nhưng không phải người đột biến nào cũng có cái suy nghĩ chúng sinh bình đẳng. Magneto là một người như vậy. Ông coi mình là một giống loài tiến hóa, là tương lai của thế giới này. Loài người phải chấp nhận sự yếu kém của mình mà phục tùng dị nhân. Nhưng thật ra Magneto không phải sinh ra đã như vậy. Magneto tên thật là Eric Lancher. Mình sẽ lấy nội dung theo phim nhé. Theo chuyện có thể khác. Ông sinh ra tại Đức vào năm 1920 trong một gia đình Do Thái thuộc tầng lớp trung lưu. Cha của ông là cựu lính Thế chiến thứ nhất, một người Đức yêu nước. Sau này với sự nổi dậy của phát xít thì gia đình của ông phải làm khổ sai ở một trại tập trung Auschwitz, Ba Lan. Sebastian Shaw, một kẻ trong đội ngũ phát xít và cũng là một dị nhân, đã cảm nhận được rằng Eric là một người không bình thường. Ông ta có khả năng thao túng từ trường, sống thọ, dẻo dai và có tố chất lãnh đạo. Nói chung là đừng để một cái vật kim loại gì gần ông ta, nếu không tự nhiên nó sẽ có gia tốc và vận tốc. Sau khi trở thành trẻ mồ côi, Eric trở nên căm thù loài người, mặc dù người giết mẹ ông lại là một dị nhân, chính là gã Shaw. Hài phết. Thật ra chỗ này giải tí thích cho nó hợp lý, rằng là sau này có một thời điểm, Eric lùi lại, cố sống cuộc sống của một con người bình thường, nhưng định mệnh một lần nữa lại khiến anh không gia đình. Sau một lần giúp đỡ một người đồng nghiệp thoát khỏi tai nạn lao động, Eric đã bị chính quyền để ý. Việc tốt của ông đã mang lại tai họa cho gia đình mình, chính quyền đến và gia đình của ông vì vạ lây mà thiệt mạng. Eric thét lên, đau đớn thấu trời, phải chăng đó chính là vận mệnh đã an bài, vận mệnh để trở thành một con quỷ, rút cạn những gì lương thiện còn lại của một con người đáng thương. Giây phút này cũng là thời khắc quyết định, Eric ôm lấy tà tâm của mình, sống một cuộc sống chỉ hướng về dị nhân, với mong muốn mang lại một tương lai tốt hơn cho giống loài của mình. Nếu quan sát hành trình đối đầu của giáo sư X và Magneto, chúng ta có thể thấy rằng hai người này thậm chí vốn là bạn của nhau. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn từng chung một chí hướng, chỉ có điều là cách đối diện với vấn đề của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Chúng ta đều biết rằng dị nhân và người thường vốn không thể chung sống hòa bình với nhau. Bạn cứ tưởng tượng rằng bạn chỉ cần chạy nửa vòng hồ Gươm thôi là bạn mệt thấy mụ nội rồi, nhưng mà một thằng khác lại có thể cầm cả tòa nhà và vả bom bốc vào không trung nếu cái vật cầu lông của nó vừa hỏng và nó cần một cái gì đấy để thay thế. Đấy, tưởng tượng ra chưa? Thấy bất công không? Sự xung đột là cái điều sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng mà theo tư duy của giáo sư X thì giống loài của họ chỉ cần ôn hòa là có thể giải quyết được mâu thuẫn với con người. Nhưng mà tự cổ chí kim, loài người trải qua bao nhiêu năm tiến hóa, bao nhiêu thăng trầm, thử đếm xem có bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc. Vì những lý do thì nghe có vẻ là đau to búa lớn, nhưng mà rốt cục thì cũng chỉ để giải quyết những cái tôi to bự và ích kỷ. Magneto dù suy nghĩ cực đoan, nhưng mà lại là người lý trí hơn bao giờ hết. Ông cho rằng sự hòa bình chỉ là phương án trì hoãn của cả hai bên. Con người cần thời gian để mà nghiên cứu thêm về dị nhân, còn dị nhân thì cần thời gian để mà cộng đồng lớn mạnh. Magneto tin rằng chẳng có tương lai hòa bình nào giữa hai giống loài này cả. Và Charles mong con người có thể đối xử với ông như một giáo sư đại học, khi mà ông ta chỉ cần sờ vào thái dương là có thể thao túng hàng triệu người đến Cellphone S để mua Xiaomi 12T, đang được ưu đãi độc quyền chỉ còn 9,69 triệu. Đã rẻ là còn thêm chương trình trợ giá 500k khi bán máy cũ lên đời. Xiaomi 12T nổi danh dành cho cấu hình thủ, với con chip Dimensity 8100 Ultra chiến hầu hết các game mobile với đồ họa cao. Màn hình Super AMOLED 6,67 inch kích thước lớn, độ phân giải Full HD cộng với tần số quét 120Hz, thao tác vuốt chạm phản hồi tức thì, dung lượng pin tận 5000, chiến game cả ngày không cần sạc nhiều. Chưa kể có sạc nhanh 120W, mất hơn 30 phút để đầy 100%. Đã phần nhìn, sướng phần nghe với loa kép trên dưới công suất lớn, tinh chỉnh bởi Harman Kardon, các ông còn chân dư là mất kèo thơm. Ấn vào link bên dưới để tham khảo ngay nhé. Quay trở lại với hai người đàn ông quyền lực, thì suy cho cùng thì chắc là chẳng có ai sai hay là đúng. Chỉ là họ trải qua những việc khác nhau và quan điểm của họ khác nhau. Với cái kết cuối cùng chính là bộ phim Days of Future Past, kẻ mạnh hơn sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn và sẽ luôn là như vậy, không có ngoại lệ. Nếu mà nói về câu chuyện dị nhân ở thế giới ngày nay thì quả thật là hư cấu. Họ có những cái sức mạnh thần thánh mà phàm nhân chúng ta khó có thể nào mà so sánh được. Nhưng điều đó không có nghĩa là con người không có những hiểm họa khác. Con người ngày càng tiến hóa và có nhiều phát minh vĩ đại hơn. Có những phát minh tạo ra những nền văn minh, nhưng mà cũng có những phát minh reset lại tất cả. Trí tuệ AI là một thứ tương đồng với dị nhân đến khó tin. Chúng đều là sản phẩm của con người, cũng có những ưu điểm hoàn toàn vượt trội. Và tất nhiên là con người sợ những thứ mà họ không thể kiểm soát. Nhưng mà liệu sở hữu sức mạnh quá lớn có phải là một món quà không? Nếu mà để ý kỹ, chúng ta có thể thấy rằng là Magneto mỗi khi bay hay là phô diễn sức mạnh đều có phong thái như là một đấng tối cao, một vị thần. Sẽ khó có một cái sự so sánh nào chính xác nhất rằng năng lực của dị nhân ai sẽ hơn ai.
Nhưng rõ ràng là thái độ của Magneto đã minh chứng cho một tham vọng rất lớn của ông. Nhưng mà một cuộc sống tự do cho dị nhân có thực sự là lý do mà ông ta lãnh đạo các dị nhân đi gây chiến? Ông ta lấy cái gì để mà chắc chắn rằng trong một thế giới không có con người thì dị nhân sẽ yên bình và không có sự hỗn loạn? Câu trả lời như thế nào thì lịch sử đã chứng minh rồi, rất nhiều lần là khác. Vậy thật ra thì Magneto muốn gì? Liệu có phải là quyền lực, sự trọng vọng của tất cả, một vị vua? Và lòng tham đó được hình thành hoàn toàn là vì những quyền năng mà ông có. Vậy chẳng phải là món quà, dị nhân đó giống một lời nguyền hơn sao? Đúng là lòng tham vẫn là thứ đáng sợ nhất. Dù có là một kẻ thất bại hay một đấng quyền năng, nếu không biết đủ, biết buông bỏ thì sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc. Đáng buồn là với nhiều người, bài test của họ là quá nặng nề, khiến thể chất và tinh thần đều kiệt quệ. Cũng chẳng thể trách được khi mà giới hạn chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Mình không phải là một chuyên gia tâm lý và cũng không theo học về các mệnh đề tâm lý, nên góc nhìn sau đây chỉ nên tham khảo, không phải là tài liệu giáo dục. Về mặt nào đó thì tâm lý của Magneto rất giống với hoàng tử tội phạm Joker, bản của tài tử Phoenix nhé. Họ đều xuất phát điểm là một người đàn ông hiền lành, sau đó vì hiểm cảnh mới phát triển những suy nghĩ lệch lạc về nhận thức. Trong tâm lý học tội phạm có một thứ được gọi là thái nhân cách. Theo mình biết nhé, ám chỉ tình trạng rối loạn nhân cách nghiêm trọng, với đặc điểm lớn nhất là vô cảm với cảm xúc của người khác, tự cho mình quyền lớn hơn người khác, dẫn đến những hành vi bốc đồng, vô trách nhiệm, đầy khinh suất. Nhưng mà điều nguy hiểm nhất của thái nhân cách là những người này thường có sự thu hút rất lớn, khả năng thao túng, khiến cho con mồi khó mà đề phòng. Một kẻ thái nhân cách được ví như loài thú săn mồi đồng loại. Họ thao túng đối phương, lừa dối, bạo lực để mà đạt được những thứ mà bản thân mong muốn, bất chấp đúng sai. Theo như thống kê thì chỉ khoảng 1-2% nam giới và 0.3-0.7% phụ nữ được xếp vào những kẻ thái nhân cách thật sự. Magneto trong các phần phim điện ảnh hiện lên là một người vì đại nghiệp chồng dị nhân mà giết người vô số, không ít người là vô tội. Nhưng đối với dị nhân thì lại khá là bao dung và không có ý định lấy mạng, đơn cử như là với Wolverine và Jean Grey. Sự phân biệt đối xử đó của Magneto có thể nói là phân biệt đến cực đoan. Để ví dụ, ta có thể nhắc đến Mystic, thuộc hạ trung thành đã gắn bó với ông ta từ những ngày đầu ở X-Men The Last Stand. Ả bị trúng thuốc giải đột biến, biến trở thành người bình thường. Vào khoảnh khắc mà Ả không còn là người đột biến, Magneto hắt hủi Ả ngay, chỉ sau vài giây suy nghĩ. Theo góc độ bệnh lý, có nhiều quan niệm cho rằng người làm mọi việc mình thích, bất chấp luân thường đạo lý, thường được xếp vào cái dạng tâm thần phân liệt. Nhưng mình nghĩ rằng điều này có phần không đúng với Magneto, vì ở ông vẫn tồn tại sự xót thương với đồng loại dị nhân. Có một sự thật là những cái sinh vật như Magneto là điều sẽ xảy ra. Con người đã tồn tại và làm chủ hành tinh này được hàng triệu năm. Tuy không phải là giống loài có thể chất vượt trội, nhưng mà với khả năng thích nghi tuyệt đỉnh, cùng với cả bộ óc thông minh phi thường, chúng ta đã có được những cái bước dài trong hành trình tiến hóa. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là có thật sự chúng ta tuyệt vời đến vậy? Hay chỉ đơn giản việc chúng ta có những nền văn minh vượt bậc là điều sẽ phải xảy ra, kiểu như định mệnh ấy? Con người vốn là một loài linh trưởng cùng họ với khỉ, tinh tinh, nhưng mà lại tách biệt và tiến hóa một cách hoàn toàn khác. Mọi sự đặc biệt này đến từ đâu? Quay trở lại với Magneto thì tại sao ông ta lại là điều sẽ xảy ra? Bởi vì Magneto đại diện cho sự thách thức của giống loài. Giống như mỗi khi đối mặt với thiên tai hoặc ngoại xâm, nói chung là khi bị đẩy đến đường cùng thì loài người thường đoàn kết với nhau lại để bảo vệ giống loài của mình. Nó là cái bản năng tự nhiên và là sức mạnh của loài người. Con người từ trước đến nay vốn đã gặp phải rất nhiều loài có khả năng đe dọa cao. Nguy hiểm nhất thì có lẽ là virus, không phải là cái ông streamer nhé. Với khả năng lây lan dịch bệnh và gây tử vong trong thời gian ngắn, những thứ như Magneto, một giống loài siêu việt hơn hẳn, là một cái điều gì đó hoàn toàn khác. Theo thang đo Kardashev, nền văn minh của chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức 0.7, chưa đến loại 1, loại thấp nhất trong 4 cấp độ. Vì vậy, nếu chúng ta gặp những Magneto phẩy với cấp độ văn minh lớn hơn, có ý đồ thôn tính thì khả năng tuyệt chủng của loài người là tương đối cao. Dù nghe có vẻ khá là viễn tưởng và đậm chất giả thuyết, nhưng mà biết đâu được đấy. Nếu con người có thể đạt được những cái thành tựu như hiện tại trên trái đất, thì có thể những cái giống loài khác thậm chí còn làm được những điều to lớn hơn ngoài vũ trụ rộng lớn, chỉ là bằng cách nào đấy chúng ta và họ chưa va vào nhau. Magneto là một nhân vật thú vị trong thế giới dị nhân giả tưởng đấy sáng tạo. Tuy bộ phim này đậm chất hư cấu và truyện tranh, nhưng mà ẩn sau đó là những tầng ý nghĩa về tiến hóa, về chiến tranh, về những điểm mạnh, điểm yếu của con người. Magneto cũng chỉ là một cái sản phẩm của thời đại, không tốt mà cũng chả xấu, không đúng mà cũng chả sai, chỉ đơn thuần là một kẻ bất chấp mọi thứ vì lý tưởng của mình, nhưng vì nhiều lý do mà mãi vẫn chưa thành công. Ít nhất trên phim thì là thế. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.